Ở đây là có một chú chó. Luật chơi là di chuyển hai que, làm sao chú chó của anh nhìn về hướng ngược lại và tất cả bộ phận của nó vẫn được giữ nguyên. Người chiến thắng trong game này sẽ nhận được hai chai nước hoa hot nhất thời điểm hiện tại. Ok. Ok. 1, 2. Ờ, con chó quay đầu được rồi, nhưng cái đuôi của anh lúc này nó là vảnh lên chứ không phải là cúi xuống. Chó quay không vui vẻ, vảnh đuôi lên không mà. Nó phải chạy như này. Anh nó lên xuống. Không, nhưng mà luật nó như thế. Nhớ là mỗi người có một. Để. Cái đuôi của anh đâu? Đầu ngược lại đấy, nhưng mà đuôi nó nằm trên đầu à? Đuôi cắm vào đầu. À, đuôi cắm vào đầu à? Một tí. Đây là con chó nó bị đè à? Bị cá. Đè. Béo thôi, béo. Chịu chưa? Rồi. Cái câu hỏi này sẽ dành cho các bạn đang xem. Người chiến thắng sẽ giành được hai chai nước hoa này. Mọi người nhớ quay video lại và tag tên mình vào để mình tìm xem ai là người chiến thắng. Đây là hai chai nước hoa cực hot tại thị trường quốc tế và cũng là top bán chạy ở trên Amazon. Mình sẽ review qua hai chai nước hoa mà mọi người sẽ nhận được. Asad Bad Boy nam tính phù hợp đi hẹn hò 3, được mệnh danh là nam thần vạn người mê, với lượt rating 4.28 trên 5 sao trên Frantica cùng 30k lượt đánh giá. Zara, cô tiểu thư nữ tính, phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng, hương thơm ngọt ngào cho nàng thơ tinh tế. Rating 4.4 trên 5 sao ở Amazon quốc tế cùng hơn 23.000 lượt đánh giá. Đó cũng là lý do tại sao Latafa lại nằm top đầu hãng nước hoa được yêu thích nhất trên toàn thế giới.